Sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF nhiệm kỳ 3, ông Trần Anh Tú và các thành viên Hội đồng Quản trị khẳng định sẽ có những cải tổ để giúp các giải đấu do VPF tổ chức thật sự chuyên nghiệp. Trong những đề xuất cải tổ, đáng chú ý có việc VPF đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giao cho nắm quyền kiểm soát ban kỷ luật và ban trọng tài, thay vì để hai ban này trực thuộc VPF, dẫn đến độ vênh trong phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan tới giải đấu. Vậy đâu là lý do khiến nhà điều hành các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đi đến quyết định này? Thực ra thì đây là đề xuất của các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ đề xuất lên, chứ bản thân tôi thì không phải là người của làm V-League, không phải người làm sân cỏ, không, tôi không kinh nghiệm nhiều chuyện đó. Thì các câu lạc bộ đề xuất lên thì bản thân đấy là một cái điều mà mọi người cũng chắc chắn là có nhiều trăn trở về cái công tác trọng tài, về công tác kỷ luật. Tuy nhiên thì như tôi nói trả lời rằng cái vấn đề nó có phụ thuộc vào điều lệ của Liên đoàn Việt Nam cũng như là quy định của FIFA. Chúng ta không được vi phạm những cái điều đó. Nhưng vấn đề cuối cùng là gì? Vấn đề cuối cùng là dù có lập tiểu ban kỷ luật hay không tiểu ban kỷ luật thì chúng tôi và bản thân là tôi cũng với Liên đoàn Việt Nam, bản thân tôi đang trong thường trực và chúng tôi cũng rất trăn trở vấn đề này và nghĩ rằng bằng mọi giá chúng tôi phải thay đổi. Thực tế, đề xuất nắm quyền điều hành công tác trọng tài và kỷ luật đã manh nha tại VPF từ nhiệm kỳ trước và có chuyển biến từ giữa mùa giải 2017 với đề xuất thành lập tổ phản biện gồm 3/4 thành viên trực thuộc VPF để quyết định phân công trọng tài thay vì giao toàn quyền cho ban trọng tài như trước. Trong khi vấn đề kỷ luật, VPF cũng từng có văn bản nhắc nhở VPF về một số quyết định thiếu hợp lý, chậm trễ khiến dư luận phản ứng. Song vì những chồng chéo, bất cập trong quản lý giữa VPF và VFF nên mọi thứ vẫn chẳng thay đổi được gì. Về phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi rất là hoan nghênh cái chủ trương này. Đây là một cái biện pháp mà chúng tôi cho rằng là xử lý kịp thời, nhanh chóng những dư luận, những vấn đề mà coi như là các đội bóng và dư luận bức xúc. Có thể là những năm về trước đây chúng ta đã có những sự việc xảy ra giống như bạo lực sân cỏ hay là những quyết định sai. Nhưng mà cái việc xử lý kỷ luật nó không đúng hoặc là chậm trễ gây bức xúc trong dư luận. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái việc làm này của ban tổ chức giải. Tôi nghĩ đây là một cái đề xuất tương đối nhạy cảm. Ở các nền bóng đá phát triển thì bản thân ví dụ như ở giải Ngoại hạng Anh chẳng hạn thì FA vẫn là cái nơi mà đưa ra những cái tình huống kỷ luật với các cầu thủ và các đội bóng. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần tham khảo những mô hình của các nền bóng đá phát triển trên thế giới trước khi chúng ta đưa ra một cái phán quyết để nó trên thì nó hợp với lại luật chơi và dưới thì nó cũng được lòng dân. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải xem xét với cái văn bản đề xuất này. Theo đề xuất, VPF sẽ ký hợp đồng thuê trọng tài do ban trọng tài VPF cung cấp, giới thiệu hoặc có thể là trọng tài nước ngoài. Nếu trong quá trình làm nhiệm vụ, trọng tài nào mắc nhiều sai sót, VPF có quyền không thuê có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Đối với các quyết định kỷ luật, VPF sẽ ngồi lại với những người có trách nhiệm để mổ xẻ vấn đề. Thậm chí, tổ chức họp báo công khai sự việc để tránh tình trạng các đơn vị quản lý hay các lãnh đạo trong cùng một đơn vị phát biểu thiếu nhất quán về cùng một sự việc. Theo đúng tôn chỉ của VPF ở nhiệm kỳ này là minh bạch và công khai.